Thưa quý vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây mới bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Long An với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Theo đó, gói thầu xây dựng khối ngoại trú, hành chính bệnh viện, hệ thống MI tất cả các khối nhà, hạ tầng kỹ thuật, chống mối với giá dự toán trên 211 tỷ đồng đang được đấu thầu rộng rãi Dự kiến đóng mở thầu ngày 2 tháng 5 năm 2023. Gói thầu xây dựng phần nhà khối điều trị nội trú 300 giường, thang máy, máy phát điện, giá dự toán trên 119 tỷ đồng, dự kiến được đấu thầu rộng rãi trong quý 3 năm 2023. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Long An sẽ được xây dựng mới tại phường 3, thành phố Tân An với quy mô 300 giường, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.